Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 2 âm lịch năm 2022 của tuổi Tỵ chi tiết chính xác nhất về các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe tử vi từng tuổi Tỵ khai vận. Và sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi. Với người tuổi Tỵ bước sang tháng 2 âm lịch năm 2022 tức là tháng Quý Mão, năm nhâm dần này cho thấy người tuổi Tỵ trong tháng này có thể coi là tháng để cho bạn xác lập là bước khởi đầu thay ngén cho những kế hoạch dài hơi của mình trong cả năm nay. Đồng thời, bạn cũng nên mạnh dạn từ bỏ một cách dứt khoát những điều không còn phù hợp với bản thân ở thời điểm hiện tại để dành thời gian quý giá cho những điều thực sự có ý nghĩa trong tháng có nguyệt lệnh lâm đất thai sẽ cho bạn động lực để lên kế hoạch sự nghiệp bởi nó đóng vai trò như một tấm bản đồ cho tương lai dẫn dắt bạn đi đúng hướng và cũng biết mình cần phải làm gì làm thế nào tấm bản đồ này sẽ giúp bạn đưa ra những lựa chọn đúng đắn về công việc hiện tại cũng như những bước chuyển sắp tới tuy nhiên vận khí chưa thực sự ổn định trong tháng cũng đang còn nhiều ám tàng hung hiểm do thiên cầu hung tinh hoành hành do đó bạn vẫn nên thận trọng với những việc bản thân định thực hiện mạo hiểm không phải là quyết định khôn ngoan vào lúc này tử vi tuổi tỵ tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng quý mão của năm nhâm dần này, xem tử vi cho thấy, người tuổi tỵ đang chịu tác động của nguyệt lệnh lâm đất thai, dự báo đây sẽ là tháng để con giáp này xác lập thai ngén cho những kế hoạch dài hơi của mình trong cả năm nay. Bản mệnh vốn là người có tham vọng nhưng đôi khi làm việc khá bản năng, làm đến đâu hay đến đấy, không có một kế hoạch cụ thể hay hệ thống rõ ràng về những việc mình cần thực hiện nếu biết tận dụng cơ hội đang có và lên kế hoạch cho bản thân từ trước thì có thể hình dung ra được mục tiêu của bạn như thế nào làm thế nào để có thể đạt được và cần làm những gì hơn nữa bạn cũng cần làm mọi thứ theo một trình tự nhất định vì thế điều cần thiết ở đây là bạn nên biết bản thân mình nên bắt đầu từ đâu các kế hoạch này đóng vai trò như một tấm bản đồ cho tương lai dẫn dắt bạn đi đúng hướng và cũng biết mình cần phải làm gì làm thế nào tấm bản đồ này sẽ giúp bạn đưa ra những lựa chọn đúng đắn về công việc hiện tại cũng như những bước chuyển sắp tới bên cạnh đó một kế hoạch rõ ràng về tương lai để phát triển bản thân sẽ giúp bạn hệ thống lại suy nghĩ của mình nếu bạn chỉ suy nghĩ trong đầu có thể sẽ bỏ lỡ những chi tiết cần thiết và quan trọng từ đó sẽ không thực hiện được chiến lược thực tế để hoàn thành mục tiêu đó nếu cảm thấy khó khăn và không biết nên lập kế hoạch từ đâu bạn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ một người có kinh nghiệm và đáng tin có sự tương trợ của tả phù những ý kiến chỉ điểm nhắc nhở từ đối phương sẽ giúp bạn biết mình cần làm gì đồng thời bạn cũng nên mạnh dạn từ bỏ một cách dứt khoát những điều không còn phù hợp với bản thân ở thời điểm hiện tại để dành thời gian quý giá cho những điều thực sự có ý nghĩa như vậy bạn mới có thể phát triển rực rỡ hơn mà không bị bất cứ thứ gì ngáng chân tuy nhiên vận khí chưa thực sự ổn định lại ám tàng hung hiểm do thiên cầu hung tinh hoành hành do đó bạn vẫn nên thận trọng với những việc bản thân định thực hiện mạo hiểm không phải là quyết định khôn ngoan vào lúc này đặc biệt, khi làm việc liên quan đến hợp đồng, văn bản quan trọng, bạn cần chú ý ra soát tỉ mỉ, tránh xảy ra sai sót về số liệu dẫn tới tổn thất tiền bạc, ảnh hưởng cả tiền đồ của bản thân. Tử vi tuổi tỵ tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện tài lộc. Với người tuổi tỵ trong tháng này đang có được chính tài trợ mệnh, sẽ mang tới cho tuổi tỵ đường tài vận khá sáng. Mọi thứ chỉ cần tiến hành tuần tự, nắm chắc an toàn, cộng với chi tiêu thông minh thì tiền sẽ đổ về túi con giáp này, tuy nhiên tài khí khá bấp bênh do chịu cả tác động từ hung tinh thiên cầu tiền kiếm được phút trước có thể hao tán ngay phút sau đòi hỏi bản mệnh phải tính toán và giữ tiền cẩn thận thời điểm này đầu tư mạo hiểm không thích hợp vốn dĩ thực lực của bạn chưa đủ mạnh nguồn vốn lại lúc có lúc không càng mù quáng đầu tư càng dễ thấy thua lỗ không nên tiến hành nên chờ đợi thời cơ khác vận trình lâm thai nên vẫn còn khá yếu ớt thụ động mưu sự khó thành nhất là những việc quan trọng nên tránh thì hơn có thời gian bạn nên học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, khi thời cơ đến sẽ tiến hành, đánh nhanh thắng nhanh, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Khi đi xa, tỷ cần chú ý giữ gìn bảo quản hành lý cẩn thận, tránh bị mất cắp. Đồng thời hạn chế mang trên người nhiều đồ quý giá, nhiều tiền mặt kẻo thu hút kẻ xấu, họa vô đơn chí, vừa mất tiền vừa nguy hiểm tính mạng. Tử vi tuổi tỷ tháng 2 năm 2022 âm lịch, về phương diện tình duyên. Với người tuổi Tỵ trong tháng 2 âm lịch năm nhâm dần này cho thấy, dưới sự tác động của nguyệt lệnh thay, giúp cho nhân duyên của tuổi Tỵ đang có những dấu hiệu phát triển đáng mừng, tạo nên những cơ hội tình cảm khá bất ngờ cho bản mệnh. Nhìn chung, vận trình tình duyên khá sáng rõ và dễ có được những chuyển biến tích cực. Những mối quan hệ gia đình khá vui vẻ, hòa đồng. Dù các thành viên trong gia đình có khoảng cách thế hệ nhưng điều đó không quá ảnh hưởng tới tình cảm và sợi dây liên kết giữa mọi người. Với người độc thân, chuyện tình cảm cá nhân êm đềm và không có điều gì phải lo nghĩ một vài cảm xúc đặc biệt cũng được nhen nhóm trong tháng này, mang tới nhiều trải nghiệm thú vị. Con giáp này chỉ cần mở lòng mình hơn, suy nghĩ thoáng về mọi chuyện thì cơ hội đón nhận tình cảm không thiếu. Tháng này có thể bạn cũng có lộc xuất hành, vui chơi nữa đấy. Trong những dịp như vậy nếu có gặp gỡ với người tương hợp bạn cũng nên chủ động tạo cơ hội cho cả đôi bên. Tử vi tuổi tỵ tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện sức khỏe. Trong tháng 2 này người tuổi Tỵ không phải lo lắng về vấn đề sức khỏe, tinh thần của bạn hoàn toàn phấn khởi, sức khỏe dồi dào, không ốm đau bệnh tật. Nên nhớ tinh thần là một trong những yếu tố quan trọng quyết định tới sức khỏe. Đừng để áp lực công việc, tài chính, chuyện tình cảm bào mòn thể chất của bạn. Hãy suy nghĩ đơn giản, hành động tích cực bạn sẽ sớm tìm ra cách để khắc phục mọi chuyện, giữ đầu óc luôn nhẹ nhàng. Tuy nhiên, bạn vẫn nên áp dụng các chế độ dưỡng sinh theo mùa để tăng cường sức khỏe, tránh nóng giận thái quá mà tổn hao sức khỏe đặc biệt, sự xuất hiện của thiên cầu hung tinh mang tới điểm báo xui xẻo về tai nạn bất ngờ. Những ai thường xuyên phải di chuyển, đi xa cần thận trọng. Khi tham gia giao thông cần tuân thủ luật lệ, đã uống bia rượu thì không lái xe, tránh gây nguy hiểm cho tính mạng của người khác và chính mình. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi tỵ trong tháng 2 năm 2022 âm lịch. Tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết, thời điểm thuận lợi để xác lập, thai ngén, cho những kế hoạch dài hơi quý nhân người tuổi thìn người tuổi hợi tiểu nhân người tuổi mão người tuổi mùi màu sắc may mắn màu đen màu xanh lá tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa nam thái bạch nữ thái âm khẩu quyết mạo hiểm không phải là quyết định khôn ngoan vào lúc này quý nhân người tuổi ngọ người tuổi hợi tiểu nhân người tuổi dậu người tuổi thìn màu sắc may mắn màu tím màu hồng tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ nam la hầu nữ kế đô khẩu quyết tài khí sáng nhưng còn bấp bênh tránh đầu tư mạo hiểm quý nhân người tuổi mão người tuổi sửu tiểu nhân người tuổi thân người tuổi mùi màu sắc may mắn màu đỏ màu trắng tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc nam kế đô nữ thái dương khẩu quyết nhân duyên có dấu hiệu phát triển nhiều cơ hội tình cảm bất ngờ quý nhân người tuổi tuất người tuổi thìn tiểu nhân người tuổi hợi người tuổi dần màu sắc may mắn màu cam màu đen tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim nam thái bạch nữ thái âm khẩu quyết chú ý giữ an toàn khi di chuyển tham gia giao thông Quý nhân, người tuổi mùi, người tuổi thân. Tiểu nhân, người tuổi ngọ, người tuổi dậu. Màu sắc may mắn, màu trắng, màu đen. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi tháng 2 âm lịch năm nhâm dần của tuổi tỵ. hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.